chỉ tiêu cho huyện Ứng Hòa thu 100 tỷ từ đấu giá đất. Để đạt được chỉ tiêu này, huyện Ứng Hòa đã khảo sát, lập quy hoạch và dự kiến sẽ tổ chức đấu giá đối với 9 dự án có tổng diện tích hơn 40.000 m2 đất. Số tiền dự kiến sẽ thu về được là 370 tỷ đồng. Tuần vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Ứng Hòa đã tổ chức đấu giá 35 thửa đất có tổng diện tích là hơn 4.000 m2 thuộc khu dân cư mới khu 1, thôn Tử Sương, xã Cao Thành. Kết quả đã đấu giá thành công 35 trên 35 thửa đất, tổng số tiền thu được xấp xỉ 95 tỷ đồng, chênh gần 55 tỷ đồng so với mức giá khởi điểm. Từ đầu năm đến nay, huyện đã tổ chức 3 phiên đấu giá đất, thu về gần 200 tỷ đồng. Chỉ tiêu của thành phố giao cho huyện năm nay là 100 tỷ đồng. Đến ngày hôm nay, đấu phiên ở trên xã Cao Thành đã được 94,9 tỷ đồng, cộng với 37 tỷ đấu trong tháng 3 nữa thì đã được 120 tỷ. Như thế thì đã hoàn thành được cái kế hoạch thành phố đã giao. Để công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024 đạt kết quả, huyện Ứng Hòa tập trung tháo gỡ những khó khăn lập dự án, thu hồi giải phóng mặt bằng, xác định giá đất. Huyện giao cho các cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã thị trấn đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ thủ tục phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo đúng quy định và thời gian đề ra, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tạo sự đồng thuận trong thực hiện giải phóng mặt bằng. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban huyện thì về chuẩn bị giải phóng mặt bằng để đấu giá đất khu đồng trước dưới của thôn Đông Đình, xã Đại Cường thì chúng tôi đã triển khai họp với nhân dân, được sự đồng thuận của nhân dân là cũng nhất trí với quan điểm. Đấy thì chúng tôi đang giao cán bộ chuyên môn đang hoàn thiện cái hồ sơ để phối hợp với trung tâm quỹ đất của huyện để làm công tác giải phóng mặt bằng. Các ông đã triển khai rồi. Trung tâm phát triển quỹ đất thì đang đẩy nhanh cái tiến độ xây dựng hạ tầng của khu LK01 và BT02 tại thị trấn Vân Đình. Hai cái dự án này mà sang tháng 8 đủ thủ tục hồ sơ tổ chức đấu giá nữa thì sẽ hoàn thành được cái kế hoạch Hội đồng Nhân dân huyện giao. Việc đẩy mạnh hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất là một trong những nhiệm vụ quan trọng, không chỉ góp phần tăng thu, nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu về thu ngân sách nhà nước của huyện Ứng Hòa, mà còn giải quyết vấn đề về đất ở cho nhân dân, tạo sự công bằng, minh bạch trong việc giao đất, tạo nguồn lực quan trọng để huyện đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ hiện đại.